Mark Glick, Egypt AC bên mình, Mark Yam, Mark Per. Nhưng mà là cũng cần thôi. Mark C trong tay của game thủ Yugi. Kim bên là người cầm Glick. Egypt trong tay của Vua. Và AC Yan của game thủ Ken Z. Trong khi đó thì phía bên mình, Mạnh Hào là người được cầm Mark C. Yamato tới từ game thủ U98. Mark C khác của Văn Hường. Và đây là Pơ trong tay của game thủ Thành Lắc. Đây là Văn Hường, Mark C ngoài cánh. Chém thôi. Thì lại có một ông 12 giờ dễ. Đây là Pơ của Thành Lắc. Thấy vào hiêu đầu và gỗ đầu gần rồi, khá ngon. Và thằng máy của Mạnh Hào, Mark C cũng có đồ được về và cũng có một cái gỗ gần. Và cuối cùng đó là U98 có thế đánh cung A không, chúng ta cùng chờ xem. Ờ, có thể đánh cung A đấy. Nép vào cánh rừng này để đánh cung A cho những game thủ U98 thôi. Như vậy trong trận đấu này chúng ta cùng đến với con pơ của game thủ Thành Lắc. Thành Nát. Gỗ đầu gần và có bầy hiệu đầu tiên. Mọi thứ vẫn đang ổn áp sau trận đấu chiến thắng. Sau chiến thắng đầu tiên của C5, cảm giác là bên mình đang đánh có phần là hay hơn. Hôm nọ nghe Hải Ốc Châu khoảng 500 điểm con 76. Em báo bảo rồi anh Ngọc Ngô ạ. Nghe em đánh 1000 điểm con 79 ngày hôm nay ấy, không có cửa thua. Ôi thôi xong. Bài Pơ đang rất mắc bịch. Bài Pơ đang siêu khỏe nhá. Còn MB thì căn keo cho chuẩn. Piper mà đang rất nhiều hiệu vò. Dân. Và như vậy là 859 với 21 dân này, game thủ Thành Lắc nâng cấp công luôn. S ăn vàng. Tốt rồi. Vâng, bài nhớ map tới từ các thành viên của phía Team Game TV. Đây rồi, vẫn đang khói lửa bập bùng. Bếp lửa của Bằng Việt. À, tôi nhớ.
Tôi nhớ đây là map mà tôi đã bình luận. Có xin con giò khác. Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ map này rồi. Như vậy là sẽ có được có bãi vàng của người. Tôi nhớ trận đấy Mạnh Hào là người cầm pan ở phía bên kia. Có một bãi vàng ở lưng chừng đấy nhá. Ơ đúng map đây rồi đấy. Vâng, đúng map này rồi. Có vàng, có vàng. Cho ui gì đá. Vâng, đúng là map đấy rồi. Vâng, Mạnh Hào sẽ phải cố gắng chăn tốt nhà màu 4 trong trận này. Vâng, như vậy là cánh phía bên kia thì Văn Hưởng đang chăn 1. Rồi, 1 feed rồi nhá. Lắc cũng đang chăn được một đạo nông dân. Chị Hào ơi. Có ít vàng. Thông tin báo về là một đã fit hết dần. Giờ cũng đỡ được bạn kìa. Yên tâm, tao này không thể vẩy được rồi. Kìa, điều con can đi. Vâng, trận này là trận mà nông một không bị chém được tuyển thủ. Vâng, không thể đánh bay được tuyển thủ U98. Nhưng trận này là một trận mà vâng, Thành Lắc đã ăn được hết dần của tuyển thủ ít vua. Vâng, một phát cà giã cực kỳ chất lượng. Vâng, tham lai là 20. Ua, nó còn 10 dân nhá. Vâng, như vậy là chiêu ghi quyết rồi. Vâng, trận này là một trận map của các thành viên bên phía GTV. U98 cũng đã đỡ được nhà với
Vâng, với việc ôm bom thành công nhà của Game Thủ, trận này là một trận nhớ mát. Trận này là một trận đấu mà Game TV đã đối đầu với team Nghệ An và U98 là người cầm bài của Ít Vua. Trận đấy á, trận đấy 98 cầm Baby. Vâng, 98 cầm Baby Lon và kick đầu 10 và nó một kick 8 nhưng không làm gì được. Nó một cầm bài của Thành Lắc, không làm gì được Game Thủ, cả hai Game Thủ với Game TV luôn không làm gì được cả. Hả? 2-0. 2-0 trong trận đấu 5 với bài đầu nhiều map tới từ cậu Hưởng. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo.